chào quý vị và các bạn, chào mừng các bạn trở lại với Fastcar, trung tâm mua bán sơ tô đã qua sử dụng, và mình là Ngọc Mai. Thì vừa rồi Mai đã quay cho các anh chị chiếc Honda City đời 2019 lướt mới có 12.000 km ở bên Mai ha. Thì hôm nay Mai lại tiếp tục quay cho các anh chị nữa một chiếc Mazda 3 đời 2016 nhưng cũng đi mới có 27.000 km. Chất sơn, chất xe cực kỳ đẹp luôn, mà anh chủ phải nói là kỹ lắm luôn á các anh chị. Mở cái xe ra mà thấy cái nội thất còn thơm nè, trang bị đầy đủ để mình sử dụng luôn, thì cực kỳ rất là ưng ha. Tại vì của bền tại người mà các anh chị, nếu mà chủ xe họ kỹ thì chiếc xe sẽ rất là đẹp ha. Còn có những chiếc xe mặc dù đời cao nhưng đi nhiều nè, không biết giữ xe nè, rồi không, thậm chí cả những chị em nữa, từ lúc mua xe về đi mười mấy ngàn mà không biết thay nhớt, thì những chiếc xe đó chưa chắc đẹp bằng những chiếc xe mà có thể đi nhiều hơn nhưng chủ họ hiểu về xe và họ biết sử dụng xe các anh chị nhé. Rồi bây giờ Mai sẽ đi chi tiết chiếc xe này. Đây là Mazda 3 đời 2016, phiên bản của mình là 1.5 sedan nhé các anh chị nha. 1.5 số tự động bản sedan. Xe này thì bên Mai đang bán với giá là 515 triệu ha. Bây giờ các anh chị hãy đi một vòng quanh xe để xem thử cái form dáng trước xe có phù hợp với giá bán không nhé. Nước sơn màu trắng còn rất là đẹp, rất là liền lạc các anh chị. Năm vỏ còn zin theo xe, lớp xe cua là chưa hạ luôn nha. Phần nước sơn thì Mai thấy rất là đồng màu, những cái mối nối nè. Nói chung xe qua sử dụng thì mình không thể tránh cái việc mà có dầm tút được ha. Việc mà có trầy xước chút dầm tút là nó là chuyện bình thường. Nhưng ở đây thì bên Mai đa phần xe về như thế nào, Mai sẽ để nguyên hiện trạng và quay lên cho các anh chị biết được chiếc xe thực sự nó là như thế nào luôn. Còn một số anh chị hay hỏi Mai là ủa xe bên em về sao chị thấy quay lên mà có những xe nó còn dơ như vậy, có thấy nó chị thấy nó không được đẹp á, hay là em vệ sinh trước đi rồi hẳn quay. Nhưng thật sự là khi mà vệ sinh nè, tút tát nè lên rồi nó đẹp, nó căng ló bóng thì là quay lên cũng tốt cho cái kênh của mình hơn, nhìn cũng mắt hơn, cũng muốn mua hơn đúng không? Nhưng mà các anh chị sẽ không biết được là chủ xe trước họ sử dụng cái xe đó như thế nào, cái chất xe thật sự nó như thế nào đâu. Nên là Mai thì nói hơi kỳ với Mai ưu tiên xe mà vừa về mà bây giờ mà quay liền luôn. Các anh chị biết được thông tin liền nè, rồi các anh chị xem được cái chất xe thật sự như thế nào luôn, biết cái chiếc xe đó trước đây nó như thế nào luôn thì mình yên tâm hơn để sử dụng các anh chị nhé. Rồi bây giờ mình đi gần hơn. Đây, xe mình là biển số là 51G58586. Trời ơi, cái biển số đáng tiền luôn các anh chị, biển số đẹp cực kỳ ha. Anh chủ này rất là cưng nha, cưng xe lắm, đã đổi cho mình sẵn hai cái biển dài rất là đẹp luôn. Phần nước sơn thì không có trầy xước gì hết, phần cản phía dưới này các anh chị. Đây là cái phần mà dễ trầy xước nhất nha, nhưng mà ở đây mình thấy cũng rất là đẹp, không có bị trầy xước gì hết ha. Phần mối nối nè, xe này thì có dặm rồi, mối nối thì mình cũng có tháo rồi ha, nhưng mà cũng còn khá là khít, cũng khá là đồng màu các anh chị, cũng có sơ đây nè. Những cái xước của nó là dăm rất là nhỏ như thế này, mình để sử dụng luôn ha. Khi nào mà xước lớn thì các anh chị hãy làm, vì làm những cái này rất là phí. Quan trọng xe qua sử dụng là sơn zin nha, chứ còn mà làm cái này không đơn giản là làm không đâu các anh chị. Cái này thì đánh bắp được nè, nhưng mà nếu mà sơn nha là các anh chị phải sơn nguyên mảng như thế này nó mới đẹp nè, chứ không phải là sơn dính như thế này đâu nha. Rồi kiểm tra phần lớp với Mai nè. Rồi vỏ zin 2016 đi 27.000 thì đúng luôn chất xe nè các anh chị, thân vỏ rất là sâu nè. Tại vì nếu mà kêu đi 27.000 mà vỏ thay rồi thì chỉ có hai trường hợp, một là xe bể bánh, hai nữa là ví dụ như chủ lên vỏ. Còn trường hợp thứ ba mà Mai không muốn nhắc tới là ví dụ như có tua hay gì đó, nhưng mà Mai thấy ở đây nè, vỏ zin còn sâu còn dày như thế này là ok ha. Đây đét vỏ các anh chị tuần thứ 9 của 2016 và bốn vỏ đều là như thế này hết nha, cùng một cái đét vỏ này luôn. Phần mâm thì có trầy xước nhẹ nè, xước nhẹ như thế này không ảnh hưởng, không đáng kể, rất là đẹp ha. Tại vì xe thì đi ngoài đường cái chuyện mâm nó trầy nhẹ như thế này bình thường, còn các anh chị thích mình có thể sơn lại được, nhưng mà thật sự là sơn lại thì nó cũng không bằng cái mâm zin đâu các anh chị, không bằng nước sơn zin đâu đó. Nên là khi nào mình bị nhiều hay là nó không được đẹp nữa thì mình hãy làm ha. Đăng kiểm đường bộ mình là còn tháng 5 2023. Xe này thì cũng còn bảo hiểm luôn, hai bảo hiểm mình còn tới tháng 5 2022 các anh chị, là đầy đủ sử dụng luôn ha. Về cũng không cần đóng thêm đường bộ, cũng không cần phải đi đăng kiểm lại, cũng không cần phải mua bảo hiểm luôn. Đó, đầy đủ luôn. Dán phim này nè, chưa có vèm mưa, về các anh chị có thể gắn thêm vèm mưa. Vèm mưa thì tùy khách hàng có muốn sử dụng hay không thôi, chứ mình thì không ấy lắm. Ở dưới này thì có cam cặp lề nha, rồi có gương cầu lồi trên cái gương chiếu hậu nữa. Các anh chị kiểm tra sơ với Mai phần keo chỉ ốc ác ha. Bên Mai thì cam kết với các anh chị là xe không nâm đụng, không ngập nước, không đầy tu, động cơ hộp số bao test hãng luôn. Keo chỉ ốc chân cửa xe này là còn nguyên zin nha, ốc cabo này kia là còn nguyên zin hết các anh chị. Xe đẹp lắm, đi 27.000 mà đâu làm gì đâu. Các anh chị mà đang tìm Mazda hôm trước giờ mà hay hỏi Mai á, thì thấy xe này nhớ liên hệ lại với Mai nha. Tại vì quan trọng là chất xe của một chiếc xe đẹp nó khác, còn một chiếc xe mà đi nhiều nó khác ha. Cho các anh chị xem luôn phần vỏ phía sau nè. Vỏ cũng rất là sâu luôn các anh chị, vỏ Bridgestone nè, đét vỏ cũng là tuần thứ 10 của 2016. Mâm cũng không trầy xước gì hết các anh chị. Phần ở phía sau này cản nè, cái này thì nó có dặm rồi nên là hai cái màu này nó không được đồng màu lắm. Nhưng mà các anh chị nha, để Mai phân tích sơ luôn cho các anh chị. Cái phần nước sơn này là cái này là bằng tôn, cái này là nhôm ha.
ha, cái này là kim loại ha, còn cái này là nhựa, nên là khi các anh chị dặm lâu ngày thì phần sơn á nó thấm vô trong cái chất liệu khác nhau, thì cái chuyện mà cái màu nó ra hai màu khác nhau thì nó là bình thường ha. Các anh chị về thích thì mình có thể sơn dặm lại luôn, còn không thì để sử dụng cũng không ảnh hưởng gì lắm đâu các anh chị. Còn nếu mà yêu cầu một chiếc xe từ đời 2016 tới giờ, một chiếc xe ở thành phố mà chưa dặm cản, chưa làm gì hết, sơn zin 100% thiệt sự là không tìm được xe đâu các anh chị. Trên thị trường xe cũ là không thể nào tìm được xe như vậy luôn nha. Rồi ở phía sau này thì anh chủ cũng đổi với mình cái biển dài rồi nè, bọc biển rất là đẹp nè, nẹp inox nè, một cái camera lùi tích hợp trên cái kem hành trình ở trên gương, gầm bệ rất là đẹp ha. Bô ở dưới này là mà dạng của mình là hai bô hai bên rất là thể thao. Xe mình là sử dụng cộng động cơ công nghệ Skyactiv của Mazda ha. Trong động cơ này thì công nghệ động cơ này thì thôi mà không có cần nói nhiều nữa các anh chị nha. Vì cơ bản là những cái thông số kỹ thuật sâu hơn thì các anh chị tìm hiểu trên trang xe mới giúp Mai. Xe vừa về, nói chung là đồ đẹp cũ, chủ cũ để như thế nào là Mai còn để nguyên cho anh chị như vậy ha. Những cái tấm lót này, cái này tấm lót. Đây là bên Mai thì đồ gần như để nguyên hết mà. Áo chùm nè, áo chùm này về cho các anh chị mua lại đi, tại vì Mai thấy nó cũng hơi cũ rồi. Thật ra thì Mai thì không thích trùm xe lắm các anh chị, nó kéo ra kéo vô nó xước sơn hết. Đây cái phần nỉ phía dưới ha. Nỉ này thì theo Mai các anh chị về nên lót thêm một lớp simili hoặc là nhựa để tránh làm dơ nha. Như thế này nè, là hơi dơ nè. Đó, xe về chưa vệ sinh những này dơ, nỉ thì không thể làm vệ sinh, chỉ hút bụi được thôi chứ không chà được nha. Nhưng mà ở đây nè, những chỗ cơ bản là tổng thể thì mà thấy vẫn là tương đối sạch sẽ ha. 2016 tới giờ như thế này là ok nè. Rồi phía bên này có cái hộc để đồ gì nữa đây nè. Đây con đội nằm bên này các anh chị, con đội còn bên này nha. Đó, rồi đây cho các anh chị xem cái vỏ sơ cua, lớp sơ cua nè, phần sơn các anh chị nha. Sơn là còn đầy đủ luôn, xe này sơ cua là chưa hạ luôn nè. Đó còn tem nè ha. Con đội tay quay thì xếp trên phần tay quay với lại ấy là xếp trên cái tấm mút như thế này, rất là gọn, rất là đẹp. Xem sơ với Mai luôn cái chị cốp đi các anh chị. Chị cốp là còn nguyên zin nha. Đẹp ha. Mùa này mà các anh chị đang tìm xe để đi Tết là phải tranh thủ mua sớm nha. Tại vì càng gần Tết xe càng ít và giá xe càng tăng nha. Hiện tại là thị trường xe mới giá đang bắt đầu tăng lên rồi các anh chị. Các anh chị khách hàng hay nói mà ôi trời mới giảm giá, giảm thuế trước bạ nè, rồi dịch giả như thế này. Nhưng mà thị trường đang cuối năm nè, nhu cầu mọi người tìm xe để đi về quê rất là nhiều á, nên là giá bắt đầu tăng lên rồi các anh chị. Thị trường bán như nào mà bán như vậy, không báo thấp cho các anh chị đâu. Nội thất phía sau các anh chị thấy ghế rất là căng, rất là bóng, rất là đẹp nha. Đây đặc biệt xem giúp Mai nè, khi mà xem ghế thì Mai thích nhất là kiểm tra phần bên này, tại vì ghế tài là nơi sử dụng nhiều nhất các anh chị ha. Và cái chỗ này là hay có cái thói quen ngồi như thế này nè. Đó, ngồi như thế này thì nó sẽ là cái thói quen này sẽ làm cho cái chỗ này là nhanh hao màu nhất. Nhưng mà thấy ở đây vẫn còn đẹp nè, thấy không? Tương đối như là ok rồi. Còn hàng ghế thứ hai thì nãy các anh chị xem rồi ha, nó rất là căng, rất là bóng, rất là đẹp. Xe đời 2016 như thế này là chất da rất là ok luôn á. Rồi thất là dưới đây là sàn 5D nha, có này bước chân inox luôn ha. Trần của mình là trần ni lông nè, có cửa sổ trời luôn. Đây cho các anh chị sẵn để xem luôn cửa sổ trời với Mai ha. Rồi nổ máy lên mà nó êm ru luôn các anh chị, nhìn là ưng luôn ha. Cửa sổ trời mở một chạm nè, hoạt động bình thường ha. Cửa sổ trời này thì Mai không khuyến khích các anh chị là cho các bé đứng chòi người ra ngoài đâu các anh chị, nó không an toàn đâu. Cái này là một phần mình đi biển thì chỉ mở ra cho thoáng thôi, chứ còn không nên ha. Không nên như vậy, nó không tốt đâu. Rồi ở đây thì mình có một cái camera hành trình tích hợp trên gương nha. Đó, rồi có kem lùi thì ở dưới này rồi. Kem lùi, cái kem nãy phía sau á thì nằm dưới màn hình phía dưới này ha. Rồi phía bên kia mình có một cái kem cặp lề nữa. Đó, anh chủ trang bị đầy đủ luôn ha. Kem hành trình tích hợp trên gương, kem lùi trên này và kem cặp lề bên kia. Đó, phía dưới này dàn lạnh. Phần táp lô cũng vậy, rất là sạch sẽ, rất là mới, không bị trầy xước gì hết. Những cái phím điều khiển phía dưới này. Ghế phụ mới này các anh chị, ghế phụ mới ha. Xe này chắc anh chủ đi một mình là nhiều nè, chứ mà thấy ghế phụ với lại hàng ghế sau mới ken à. Cái vô lăng với cần số cũng vậy, cực kỳ mới. Dòng này là dòng xịn nè, dòng bao giờ vô lăng này là dòng xịn nè. Anh chủ này trang bị xe kỹ nha. Rồi có cruise control nè, có lại chỉnh số trên vô lăng nè. Vô lăng thì không có heo màu gì hết, vô lăng mây da các anh chị. Rồi kiểm tra xe xem với Mai phần đồng hồ nha. Xe này là đi 27.000 km rồi, chiếc xe đẹp. Odo chuẩn á các anh chị, nhìn vô chiếc xe mình biết được Odo. Nói chung là phần nào là mình nhìn là mình biết được rồi ha. Xe thì đang nổ máy luôn mà không nghe một tí gì tiếng máy các anh chị. Xe đẹp quá nên là tranh thủ về chưa làm gì hết là quay luôn cho các anh chị luôn á. Rồi xem, ôi nắp cabo nặng quá. Xem với Mai phần ống nắp cabo và kêu chị cabo ha. Ống cabo là còn nguyên nè. Cái này là của bên Anika, có dán tem nha các anh chị nha. Tem này là của Anika ha. Đó phần kêu chị nè, kêu chị nè. Xe bên Mai thì trước khi đưa về đã có những anh mà bên kỹ thuật kiểm tra xe một lần rồi thì mới cho xe về, nên các anh chị mình yên tâm ha.
Đó, cái khung xương phía dưới như vậy nè, tay mát còn đầy đủ. Cho các anh chị nghe sơ tiếng máy mà ha. Đây, tiếng máy dưới này cực kỳ êm luôn. Nè. Đó, sơn phết là còn đầy đủ, tay mát còn đầy đủ các anh chị nha. Xe bên Mai là có bảo hành cho các anh chị là 3 tháng 5.000 km nha. Nên các anh chị mình mua xe là yên tâm ha. Hiện tại là Mai cũng đang có chương trình tri ân cho khách hàng nữa. Các anh chị nào đã từng mua xe ở Pháp Ca thì nhớ liên hệ lại với Mai. Bên Mai có chương trình là miễn phí kiểm tra xe nè, rồi miễn phí thay nhớt cho các anh chị trước Tết nè, để mình về quê mình ăn lễ ăn Tết này kia an toàn và tiết kiệm hơn nha. Rồi đặc biệt cái nữa đó là hiện tại cuối năm bên Mai đang có một cái chương trình tri ân khách hàng, đó là một chương trình khuyến mãi. Hiện tại nha, cuối năm bên Mai đang có chương trình khuyến mãi đặc biệt dành cho các anh chị luôn, là tặng 100% thuế trước bạ cho các anh chị mình ha. Thì giá mới báo ở đây á thì phải là chỉ là giá xe thôi. Tuy nhiên là Mai tặng thuế trước bạ thì các anh chị là tùy thì mình ở cái tỉnh nào, khu vực nào á thì thêm cho Mai một chút xíu nữa. Phí sang tên là Mai sẽ bao luôn cái phần chi phí sang tên cho các anh chị. Thì giá mới báo gần như là giá lăn bánh luôn rồi. Nên các anh chị mình mà muốn tham khảo xe, muốn biết được chi phí xe này kia chi tiết thì có thể liên hệ Mai để mình tham khảo thêm cái giá xét trên thị trường như thế nào nè. Xe này thì đời 2016 mà vẫn còn hỗ trợ trả góp được cho các anh chị mình luôn, được 65% các anh chị nha. Xe này nếu mà tính ra phần trả trước của mình chắc khoảng đâu đó hơn 200 chút xíu. Các anh chị cần tính chi tiết là trả trước bao nhiêu, góp hàng tháng bao nhiêu, thủ tục như thế nào thì cứ liên hệ với Mai, Mai sẽ tính toán và tư vấn chi tiết cho các anh chị mình luôn ha. Thì hiện tại là Mai chỉ hỗ trợ được cho các anh chị khu vực mà gần nè, Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Đồng Nai, Bình Dương, xe hơn xíu nữa Vũng Tàu, Bình Phước, Tiền Giang, Bến Tre, Tây Ninh hết rồi. Còn xa nữa thì Mai không làm được, các anh chị thông cảm giúp Mai ha. Các anh chị ở xa xa thì mua tiền mặt đi. Mai hỗ trợ cho các anh chị là rút hồ sơ giao xe tặng nhà về, các anh chị tự đăng ký lại luôn. Thì chi phí nó cũng rất là tiết kiệm nha. Khi mà Mai giao xe về tặng nhà, các anh chị kiểm tra lại một lần nữa ok thì mình mới thanh toán ha. Bây giờ cái thủ tục mà giao xe, mua xe online, giao xe tặng nhà chi tiết các anh chị cứ liên hệ với Mai đi, Mai sẽ tư vấn cho các anh chị làm cho nó dễ nha. Tại vì nói nhiều quá trên video nhiều khi mình nghe mình cũng mệt nữa. Rồi, bây giờ cũng trưa quá rồi, Mai xin kết thúc video tại đây. Nếu mà các anh chị thấy thích thì cho Mai xin một like, comment chia sẻ ý kiến của các anh chị ở bên dưới nè, hoặc là đăng ký vào cái biểu tượng chuông thông báo của Phát Ca để khi mà những cái xe nào mà mới nhất bên Mai về thì các anh chị là người đầu tiên xem được nha. Rồi, cảm ơn các anh chị đã theo dõi đến hết video. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị những video tiếp theo.